is all about. Chia sẻ trên Sportblick, bà Diana Djokovic cho biết bản thân cảm thấy khó chịu về thái độ của Roger Federer trong trận chung kết Wimbledon 2019. Tôi xem rất nhiều trận đấu, nhưng thật không dễ chịu chút nào khi theo dõi chung kết Wimbledon năm ngoái. Trong sân, khán giả toàn cổ vũ cho Roger Federer, chỉ có một nhóm nhỏ ủng hộ cho Novak. Dù vậy, điều đó không làm tôi cảm thấy phiền hà. Điều khiến tôi bực mình chính là Federer đôi lúc tỏ ra ngạo mạn. Ở chung kết Wimbledon 2019, Djokovic đã cứu hai match point khi Federer dẫn 8-7, 40-15 trong set 5. Tay vợt Serbia sau đó thắng loạt tiebreak set cuối để hạ Federer với tỷ số 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 và 13-12. Trên trang chủ của Ferrari, đôi đua Italia xác nhận việc chia tay Sebastian Vettel sau mùa giải 2020. Ferrari và Vettel cùng đi đến quyết định không gia hạn hợp đồng vốn hết hạn sau mùa giải năm nay. Sebastian Vettel gia nhập Ferrari từ Red Bull vào năm 2015 với thành tích ấn tượng là 4 chức vô địch thế giới liên tiếp. Tuy nhiên ở đội đua Italia, tay đua này không thể hiện được như kỳ vọng. Phong độ sa sút của Vettel khiến Ferrari quyết định đặt niềm tin lên Charles Leclerc. Tài năng trẻ này đã có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng ở mùa giải năm ngoái. Hiện tại, Renault và McLaren được cho là bên đội tiếp theo trong sự nghiệp của tay đua sinh năm 87. Trên Twitter chính thức, UFC xác nhận buổi lễ vinh danh George St. Pierre vào sảnh danh vọng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thay vì tháng 7 như dự kiến vì ảnh hưởng của đại dịch, George St. Pierre giải nghệ lần đầu tiên vào năm 2013 sau trận bảo vệ đài trước Johnny Hendricks đến UFC 27, The Rush tái xuất và giành đài middleweight từ tay Michael Bisping. Tuy nhiên, các vấn đề sức khỏe đã khiến võ sĩ được mệnh danh là The Great Welterweight of All Time liên tục trì hoãn các trận đấu tiếp theo trước khi ra thông báo giải nghệ lần thứ hai vào năm 2019. Trong sự nghiệp thi đấu, George St. Pierre đã giành tổng cộng 26 chiến thắng. Võ sĩ sinh năm 81 là một trong 7 nhà vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC. Tuần trước, một video ghi lại cảnh Floyd Mayweather xó găng, tập đấm lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên khả năng độc cô cậu bạn trở lại thi đấu. Trong buổi phỏng vấn với Fightful, Floyd Mayweather đã lên tiếng phủ nhận việc tái xuất. Lúc này tôi chỉ tập cardio, thể dục nhẹ nhàng và cố giữ thân hình cân đối. Giờ tôi đã già và khôn ra rồi. Rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp không biết lúc nào nên dừng lại. Đề cập đến khả năng tái đấu với Conor McGregor, Mayweather cho hay: nếu có cơ hội nhận thêm vài trăm triệu đô, tội gì tôi phải từ chối. Tôi sẽ giúp các nhà thi đấu bán sạch vé. Dù vậy, chưa có ai khiến tôi có cảm giác phải trở lại sàn đấu vào lúc này. Chia sẻ trên Instagram Live, Kyrie Irving cho biết rất nóng lòng chạm trán với đội bóng của Boston Celtics, đặc biệt là màn one on one với Kemba Walker, người thay thế Irving tại TD Garden. Tôi rất hào hứng với viễn cảnh 1-1 với Walker. Đó là một người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và tôi tin người hâm mộ rất muốn chứng kiến màn so tài này. Chuyển sang VBA, chỉ 3 ngày sau khi chia tay Huỳnh Vĩnh Quang, Sài Gòn Heat tiếp tục có thêm một mùa chuyển nhượng khác. Theo đó, đội chủ sân CIS đồng ý để Triệu Hán Minh gia nhập Đà Nẵng Dragons. Đổi lại, nhà đương kim vô địch sẽ nhận được một lượt pick vòng 1 tại VBA Draft 2021. Đội tuyển CSGO số 1 thế giới Astralis xác nhận việc chiêu mộ thành công Jacob Yugi Hansen, người mới bị North thanh toán hợp đồng vài tháng trước. Về lý thuyết, Yugi là thành viên thứ 6 của Astralis, song thực tế, anh đã là thành viên thứ 7 khi Astralis trước đó đã đạt thỏa thuận với Patrick Hansen, người sẽ gia nhập vào tháng 7 tới khi hết hạn hợp đồng với Heroic. Yugi sinh năm 1997, từng được coi là một trong những agent VP đầy hứa hẹn. Song, sự nghiệp của anh lại không mấy dấu hiệu khởi sắc kể từ khi rời bỏ Heroic để gia nhập Optic vào năm 2018. Trên trang cá nhân, PS Man đã ra thông báo cho từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau mùa giải thảm họa của ZD Esports. Trên cương vị đội trưởng, PS Man cảm thấy có lỗi khi không thể giúp đội đạt thành tích tốt ở đấu trường danh vọng mùa xuân 2020. Bên cạnh đó, PS Man cũng bỏ ngỏ khả năng trở lại Liên Quân Mobile trên cương vị mới trong tương lai. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng lên ngôi vô địch tại đấu trường danh vọng mùa đông 2017 trong mùa Outgame TV. Ở SEA Games 30 vừa qua, anh cùng các thành viên của ZD Esports mang về tấm huy chương đồng cho thể thao điện tử Việt Nam.